Đây thầy dựng chòi lá, dựng tùm lum các kiểu. Nhìn cái cảnh này giống một ngôi chùa bên Mỹ mà Tây Ôn mới vừa làm bên chùa Đức Viên. Trong khuôn viên này xây dựng nhìn nó hơi bị rối, tượng nhiều quá, nhưng mà đẹp. Nhưng mà như vậy là đủ rồi, để thiên nhiên nhiều hơn nữa. Mai mình sẽ bay live cam để thấy cảnh chùa trên cao cho quý vị Phật tử gần xa xem.